Xin mời quý vị một tách trà nóng buổi sáng nha. Hôm nay Quốc Võ xin nói về một đề tài rất đặc biệt. Những ngày vừa qua thì trên mạng xã hội rất là nóng một câu chuyện của vua cá coi cưới cô vợ trẻ là ca sĩ Hà Thanh Xuân từ bên Mỹ về Việt Nam. Và có khá nhiều báo chí, truyền thông và YouTuber cũng đã lên tiếng nói về vụ việc này, mà đa số hầu như là hơn 90% thì là đã kích về vấn đề này, tức là không có đồng quan điểm, không có đồng tình về cái đám cưới này, thương xót cho cái người vợ là cô Thanh Đào, nói rằng là Hà Thanh Xuân là tiểu tam, là giật chồng người khác, vân vân. Thì thật sự bên trong cái câu chuyện này đó, nếu mà có một cái góc nhìn và khách quan đó thì chỉ có người trong cuộc thì mới biết được rõ nguồn cơn câu chuyện như thế nào, ra sao. Chứ thật sự thì đối với Quốc Võ thì mình không có nắm vững được những cái lý do. Mình cũng đã từng thấy một vài cái tấm hình mà được cộng đồng mạng chia sẻ khi mà Hà Thanh Xuân đến nhà của anh Thắng cá coi này vào những cái năm giống như là năm 2019, 2020 gì đó, 2020, để coi như là review cái hồ cá. Thì với một cái vai trò là một người em gái gì đó, thì cái thời điểm đó là thời điểm mà coi như là trước khi cái sự ly hôn xảy ra của anh Thắng và chị Thanh Đào. Tuy nhiên thì trong cái câu chuyện này cũng khá nhiều những cái uẩn khúc mà Quốc Võ cũng không có tiện để mà mình chia sẻ, bởi vì mình không phải là người trong cuộc, cho nên mình không có nắm được chính xác 100% là cái nguyên nhân của cái sự chia tay của anh Thắng và vợ của anh ấy, cũng giống như là cái sự mà Hà Thanh Xuân đến với anh Thắng như thế nào. Thì thật sự mình không có nắm rõ, cho nên mình không có dám lãm bàn vấn đề này, bởi vì nếu như mình nói sai thì nó sẽ không hay. Nhưng mà sáng hôm nay thì Quốc Võ có đọc được một tờ báo gọi là saostar.vn, có phỏng vấn chị Thanh Đào. Thì sau khi mà mình đọc tờ báo này xong, mình cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy đây là một người vợ phải nói rằng là tuyệt vời. Có những cái lời nói có thể rằng là trong quá khứ khi anh chị còn quen nhau đó thì hai người chưa hoàn toàn hiểu nhau, cứ nghĩ rằng là cứ lo làm ăn kiếm tiền đã, xong rồi khi mà tiền nhiều rồi đó thì sẽ chăm sóc nhau nhiều hơn, có thể là sẽ coi như là bỏ ra thời gian cho nhau nhiều hơn, đi du lịch hoặc là làm cái gì đó cho vợ chồng. Nhưng mà tiền nhiều là như thế nào mới gọi là nhiều, bao nhiêu mới gọi là đủ, phải không ạ? Cái nhiều người muốn có tiền nhiều thì lại làm xong rồi đến khi mà có tiền đủ cái mình mong muốn rồi đó thì lại là muốn có tiền thêm nhiều hơn. Những tỷ phú thế giới, tỷ đô la còn phải là làm việc mà. Cho nên là thật sự thì trong cuộc sống vợ chồng nó có nhiều vấn đề lắm, mà nếu mà vun vén cái tình cảm càng ngày càng đậm đà hơn, càng nồng thắm hơn á, thì phải spend time, tức là phải bỏ ra thời gian cho nhau, phải chăm sóc nhau nhiều hơn và phải hiểu nhau nhiều hơn. Ngoài cái nghĩa vợ chồng ra còn cái phải gắn kết có tình bạn bè trong đó nữa, bạn thân nữa, chứ không phải là chỉ cái người vợ người chồng không, mà phải có một cái tình bạn tri kỷ trong đó nữa, mà đi chia sẻ với nhau thì nó sẽ lâu bền nhau nhiều hơn. Thì chính do chị Thanh Đào này, chị cũng đã trả lời phỏng vấn ở trong tờ báo này. Chị nói rằng là mình chưa đủ, giữa hai người đó chưa thật sự tức là chăm sóc nhau cho đúng cái nghĩa vợ chồng, yêu và yêu đúng nghĩa, hai cái đó hoàn toàn nó khác nhau. Mình mới đến mình gặp một cái người đó mình cảm thấy mình yêu rồi mình muốn cưới người đó, nhưng mà khi mà về sống chung rồi đó, làm thế nào để yêu đúng nghĩa nữa là một vấn đề khác nữa. Mà vấn đề này nó rộng vô cùng, tại vì mỗi người tâm tính mỗi khác. Yêu là chấp nhận cái xấu của nhau nữa, chứ không phải là chỉ là yêu cái tốt không, còn cái xấu là mình ghét bỏ đâu, không phải như vậy các bạn. Yêu luôn cả cái xấu, mà cái bản tính người ta nói là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời mà. Cho nên là đôi khi có những người có cái tính nó cực kỳ quái lắm, Nhưng mà khi mà đã yêu người đó rồi đó thì chúng ta phải yêu luôn cả cái tính kỳ quái đó nữa thì mới thật sự là hòa hợp được các bạn. Cho nên là hôm nay Quốc Võ sẽ đọc lại cái bài phỏng vấn này trên báo để cho mọi người biết được là cái tâm tư tình cảm của cái người vợ tên là Thanh Đào này đối với người chồng tên là Thắng như thế nào. Rồi chúng ta hạ hồi phân giải, rồi chúng ta tự nhận xét, tự nhận định bằng cái cảm xúc của mỗi cá nhân mình, đúng không ạ? Đó, thì những ngày qua đó là thông tin về cái đám cưới rình rang của đại gia Thắng Ngô sinh năm 75 và ca sĩ hải ngoại là Hà Thanh Xuân gần như phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Đám cưới vốn là dịp trọng đại, ngỡ rằng sau ánh đèn hôn lễ hôm ấy, cô dâu chú rể sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc, thì ngược lại cặp đôi phải hứng chịu khá nhiều điều tiếng, thậm chí là chỉ trích mỉa mai. Khắp các diễn đàn, hỡi nơi đâu có thông tin về họ là nơi đó rần rần các ẩn ý vua cá coi Thắng Ngô bội bạc, người vợ Tào Khang, vừa giàu sang đã lo đổi vợ. Càng cay cú thay cho người vợ cũ bao nhiêu thì người ta càng cố gắng đi tìm những câu chuyện trong quá khứ của ba người. Thậm chí còn có cư dân mạng cố tìm chứng cứ nữ ca sĩ hải ngoại cố tình xen ngang làm em gái nương tựa vì đại gia ngay cả khi anh và vợ cũ đang hạnh phúc. Từ đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng không thể thoát khỏi bị ném đá chỉ trích. Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, cô dâu chú rể mới cưới đã rủ nhau cùng khóa Facebook cá nhân để tránh bão dư luận. Lạ thay, suốt những ngày giông bão ấy, chị Thanh Đào, vợ cũ vua cá coi, vẫn chưa một lần lên tiếng. Chính điều này nhiều người càng tò mò hơn về phản ứng, về suy nghĩ của người phụ nữ vốn luôn được đánh giá là điềm đạm và có chiều sâu này. Đứng trước kịch cảnh hôn nhân, người phụ nữ ấy đã và đang chèo chống thế nào để vượt qua. Mới đây chúng tôi đã có cuộc trò chuyện riêng với chị Thanh Đào về những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân hơn 13 năm với đại gia cá coi Thắng Ngô. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chị Thanh Đào với báo chí sau chuỗi ngày dài kể từ khi đưa ra quyết định ly hôn đến khi chứng kiến chồng cũ hạnh phúc bên vợ mới. Phóng viên hỏi rằng, chào chị Thanh Đào, thời gian gần đây cư dân mạng có những bàn tán về cuộc hôn nhân mới của chồng cũ chị, cảm xúc của chị hiện tại như thế nào và chị nhìn nhận ra sao về những gì đang xảy ra? Thanh Đào nói rằng là chắc chắn là buồn. Tôi không buồn vì anh ấy có ai đó mà tôi buồn vì sự việc này bị đẩy đi quá xa. Phóng viên hỏi, khi chồng cũ của chị đi đến hôn nhân với người mới thì chị biết tin đó đầu tiên qua ai? Thanh Đào trả lời, tôi biết chuyện này qua một bài báo. Nếu như những ai quen biết với tôi sẽ thấy rằng tôi không phải là người thường xuyên sử dụng Facebook. Tôi và anh Thắng cũng không kết bạn Facebook với nhau trong một thời gian khá lâu. Do đó những thông tin hay hình ảnh mà anh ấy cập nhật tôi hoàn toàn không nắm được. Phóng viên hỏi, trước những ảnh trong hôn lễ chồng cũ của chị đó thì chị có thấy chạnh lòng không? Thanh Đào trả lời, tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều phụ nữ khác cũng chạnh lòng, bởi vì chúng tôi đều là phụ nữ với nhau nên dễ có sự thông cảm. Tuy nhiên tôi cũng đặt mình ở vị trí của người phụ nữ kia. Tôi hiểu được rằng phụ nữ độc thân khát khao về tình yêu và hạnh phúc rất lớn lao. Cô ấy lại là người nổi tiếng, vậy nên khi xuất hiện với vương miện trong ngày trọng đại của chính mình, cô ấy cũng rất mong được khoe với công chúng. Phóng viên hỏi, sau thông tin về đám cưới rình rang của chồng cũ và người mới, rất nhiều người cho rằng câu chuyện của chị chính xác là gái có công, chồng vẫn phụ. Thì chị thấy câu nói này thế nào? Có đúng với chị hay không? Thanh Đào trả lời, để giải thích, phân tích cái này khá là phức tạp. Phụ hay không phụ là do cảm nhận của mỗi cá nhân. Chính trong lòng của chúng ta coi bất công thì nó là phụ. Còn ngược lại, nếu không trong lòng không thấy bất công thì là không phụ. Phóng viên hỏi, được biết năm 2019 trên sân khấu một chương trình truyền hình, hai vợ chồng chị còn liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, sự cảm kích đối phương vân vân. Vậy thì điều gì đã khiến mối quan hệ của cả hai chỉ trong 2 năm đã đi đến kết cục như hôm nay? Thanh Đào trả lời, tôi cho rằng đây là nghịch cảnh. Có lẽ trong quá trình chung sống với anh Thắng thì tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và cả người chồng của mình. Tuy nhiên sau khi nghịch cảnh xảy ra, tôi đã thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm hay là thứ bảy nào đó, bởi vì sự bản lĩnh của mình mới là quan trọng. Cho dù có ai đó xuất hiện, có ai đó tác động, nếu có bản lĩnh thì mọi chuyện sẽ giải quyết được hết. Phóng viên hỏi tiếp, nghịch cảnh đó có liên quan đến người thứ ba hay không? Thanh Đào trả lời, tôi nghĩ là không. Người mà các bạn đang bàn tán cho là người thứ ba thực sự không phải là nguyên nhân, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt rồi. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả, và tôi cũng nhắc lại một lần nữa là cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Phóng viên hỏi, cảm giác đau khổ nhất của mỗi người phụ nữ có lẽ không phải là khoảnh khắc cả hai ra tòa ly hôn, mà là cảm giác giằng xé trước đó, nhất là khi trong cuộc hôn nhân của mình còn có một đứa con. Vậy thì khoảng thời gian đó chị đã chèo chống như thế nào để có thể đứng vững tới thời điểm này? Thanh Đào trả lời, thời khắc quyết định ly hôn có thể nói được diễn tả bằng trạng thái buông và giữ. Nếu buông, ta sẽ phải đối mặt với nỗi đau như thế nào? Ngược lại, nếu cố chấp, nếu giữ, có chắc rằng chúng ta sẽ có được hạnh phúc hay chỉ càng khiến cho nỗi đau kéo dài? Để đi đến quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này, tôi trăn trở từng ngày, từng giờ, từng phút, kể cả từng giây, về việc có nên giải thoát cho đối phương và cũng là cho chính mình hay không. Khi đến ngưỡng cửa ly hôn, chắc chắn giữa chúng tôi đã có nhiều điều không hài lòng về nhau. Tuy nhiên, sau thời gian suy xét kỹ càng thì tôi cho rằng đi đến quyết định ly hôn là hoàn toàn đúng. Còn tại sao đúng, tại sao sai thì chỉ người trong cuộc mới cảm nhận biết được. Phóng viên hỏi tiếp, thời khắc đưa ra quyết định quan trọng đó, chị cảm thấy như thế nào? Thanh Đào nói, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Chúng tôi từng yêu nhau, tình nghĩa vợ chồng suốt hơn 13 năm, đã có quá nhiều điều quen thuộc trong cuộc sống của cả hai. 365 ngày, hai vợ chồng không xa nhau một ngày nào. Ngày ngày cùng làm chung một công việc, cùng xây dựng chung một thương hiệu, và nhất là khi thương hiệu ấy lại là tên của con gái mình. Do đó, điều khiến tôi phải rơi nước mắt sau cuộc hôn nhân này chính là bé Ruby, tên con gái chung của chị Thanh Đào và anh Thắng Ngô. Để nuôi dưỡng tinh thần vững vàng như hiện tại, tôi dùng trách nhiệm và tình yêu. Tất nhiên, tình yêu này không phải là tình yêu vợ chồng nữa, mà đó là tình yêu cuộc sống, tình yêu con cái. Điều hạnh phúc nhất với tôi là được làm mẹ. Tình yêu đó đã lấp đầy trái tim tôi và tôi dùng nó làm sức mạnh, củng cố sự kiên cường. Tất cả là vì con gái của tôi. Đến hiện tại, để nói về cuộc hôn nhân vừa đi qua, tôi nhận ra rằng hai người không ở với nhau cũng là một sự giải thoát cho cả hai, thật là văn minh. Với những gì còn lại thì chẳng có lý do gì lại khó chịu với nhau cả. Phóng viên hỏi, với cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ nhưng vẫn phải đi đến quyết định ly hôn, thì chị có khi nào tự vấn bản thân chị là đã sai từ đầu? Tôi có sai. Tôi cũng có cái tiếc nuối vì đã đi sai con đường. Tôi cứ nghĩ rằng nên tập trung vào việc kinh doanh trước, rồi sau đó hai vợ chồng sẽ dành thời gian để tận hưởng cùng nhau. Có thể nói là cái sai của tôi là đôi khi biến mình thành một người đàn ông. Tôi lúc quyết định đến ly hôn đó thì tôi đã rất là bối rối. Tuy nhiên, khi có thời gian ngồi lại nghiền ngẫm mọi chuyện thì tôi nhận ra rằng là yêu và yêu đúng cách là hai phạm trù khác nhau. Còn một điều nữa, cái mà tôi nghĩ anh ấy cần là cái mà anh ấy thật sự cần, vốn dĩ là hai con đường thẳng song song. Tôi đã yêu nhưng tôi yêu sai cách, đó là cái sai của tôi. Phóng viên hỏi, chung tay đấu cật những ngày giông bão, tiếc rằng khi mây tan cũng là lúc anh chị chia lìa. Nhìn chặng đường đã đi qua cùng nhau và cái kết bẻ bàng bây giờ, thì điều gì đã khiến chị tiếc nuối? Thanh Đào trả lời, tôi không tiếc nuối chuyện được hay mất của một cuộc hôn nhân, bởi cuộc hôn nhân chỉ tốt đẹp khi còn hơi ấm của tình yêu. Còn khi cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là do chúng tôi không đủ sức, đủ lực để níu giữ hơi ấm tình yêu đó dài hơn. Một cuộc hôn nhân mà chúng ta cứ mãi tiếc nuối thì chỉ làm cho bản thân mình đớn đau mà thôi. Thay vì tiếc nuối, chúng ta hãy xem như mối lương duyên đã cạn. Tình yêu đối với tôi là điều gì đó rất là đẹp, bên trong còn nhiều cái gọi là trách nhiệm bổn phận. Bạn biết vì sao tôi bật khóc không? Bởi vì có những dự án mang tên con gái của tôi chỉ mới làm được một nửa thôi. Còn đó là cái mà tôi tiếc nuối nhất. Phóng viên hỏi, nhiều người thắc mắc rằng là sau khi ly hôn chị vẫn để ảnh đại diện chồng cũ trên trang cá nhân. Phải chăng chị còn nặng tình với hôn nhân 13 năm vừa kết thúc? Thanh Đào trả lời, chắc chắn là nặng tình chứ. 13 năm chung sống sao không nặng tình được? Chúng tôi từng yêu nhau như vậy, từng có khoảng thời gian đẹp đẽ như tấm ảnh ấy. Thú thật là nếu bức ảnh ấy chỉ chụp có 2 người thôi á, thì tôi đã xóa lâu rồi. Nhưng bức ảnh đấy có 3 người, có con gái của chúng tôi nữa. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một quá khứ rất đẹp, tại sao chúng ta lại bỏ đi? Người cha, người mẹ là những người mà Thượng Đế đã ban tặng trọng trách tuyệt vời. Hai người không còn là của nhau, không có nghĩa rằng là họ không còn làm cha, không còn làm mẹ. Tôi luôn nhắc con gái nhớ rằng là tôi là mẹ và anh Thắng là cha. Đây cũng là lý do tôi để nguyên bức ảnh đại diện đấy. Nó thật sự là rạng ngời. Phóng viên hỏi tiếp, dùng một từ diễn tả về mối quan hệ giữa chị và chồng thì chị sẽ dùng từ gì? Thanh Đào trả lời là người thân. Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu. Phóng viên hỏi tiếp, được biết là con gái Ruby của chị năm nay đã 10 tuổi rồi, thì cháu có chia sẻ gì với chị sau những gì xảy ra hay không? Thanh Đào trả lời, tôi không đặt trọng tâm về những chuyện đã xảy ra trên, nên là không cố gắng ép buộc con gái phải hiểu chuyện của người lớn. Thay vào đó thì tôi cho bé tìm hiểu về nguyên nhân và thiên nhiên và thế giới bên ngoài nhiều hơn. Từ đó tập cho bé cái nhìn cuộc sống bao quát hơn, mở rộng sự bao dung và lòng nhân hậu nhiều hơn. Phóng viên hỏi, sau mọi thăng trầm đã đi qua thì liệu quan điểm về lòng tin về tình yêu của chị có thay đổi so với trước đây hay không? Thanh Đào trả lời, không. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Tình yêu được con tim dẫn dắt thì làm sao có lỗi được. Tình yêu vốn không phải là chuyện tôi cho anh cái này, anh buộc phải trả cho tôi cái kia cho tương xứng. Yêu một người là ngay cả khi cho đi ta cũng không cảm thấy rằng là mình đang làm điều đó. Tôi nghĩ chỉ có tình yêu như vậy mới có được tự do, và sau tất cả là tôi thấy lòng mình hoàn toàn thanh thản. Phóng viên hỏi tiếp, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra là thương cảm, thậm chí là bất mãn, bức xúc thay cho chị có cảm nhận như thế nào về chuyện này? Thanh Đào trả lời rằng, thực sự thì câu chuyện của tôi đó và chồng cũ đã bị dẫn dắt đi quá xa, vượt tầm kiểm soát của tôi. Cuộc sống của gia đình tôi có hơi xáo trộn một chút. Tôi cũng khá bất ngờ vì sau khi biết chuyện đó thì có những người bạn mà mình không thăm hỏi trong suốt thời gian qua, nhưng họ đã chủ động động viên là hỗ trợ tôi rất là nhiều. Từ đó tôi thấy mình rằng là mình là được nhiều chứ không có mất gì cả. Những ngày vừa qua thì tôi không dám nghe điện thoại, cũng chưa bao giờ comment, hay là chính xác hơn là không dám comment, vì tôi sợ gây ra một cái làn sóng nào đó không hay. Tôi thật sự cảm ơn tình cảm của mọi người. Tuy nhiên ở hiện tại thì tôi đã suy nghĩ khá tích cực rồi. Tôi đã đứng lên thực sự mạnh mẽ và kiên cường để làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Con gái chính là nguồn cảm hứng để tôi vượt qua mọi chuyện. Thời điểm này thì thật sự khi nhận được tình yêu thương của mọi người thì tôi lại cảm thấy mình mạnh mẽ nhiều hơn. Hiện tại á, anh ấy đã có một gia đình mới. Tôi cũng có món quà to lớn chính là Ruby. Tôi nghĩ rằng là việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tốt nhất thì mình nên để cơn bão ấy lặn xuống để anh ấy tận hưởng hạnh phúc, để tôi có cuộc sống bình yên với con gái. Phóng viên hỏi tiếp rằng là chị có nghĩ rằng là chị sẽ tiếp tục mối quan hệ mới trong tương lai hay không? Thì Thanh Đào trả lời rằng là tôi chưa từng nghĩ, vì sự việc chỉ mới xảy ra và tình cảm còn đong đầy. Trước hết thì hàng đêm tôi có một thiên thần nằm cạnh bên, trái tim tôi không còn nghĩ gì khác cả. Phóng viên hỏi tiếp, nhiều người cảm thấy khá kinh ngạc về ngoại hình xinh đẹp rạng rỡ hiện tại của chị, thì chị có điều gì chia sẻ hay không? Thanh Đào trả lời, thời thiếu nữ tôi chỉ có 43 kg thôi, khá là nhỏ nhắn dễ thương. Lúc kết hôn anh Thắng thì tôi ở mốc khoảng chừng 48 kg. Sau khi cưới thì tôi buông thả luôn, và đó cũng là sai lầm của tôi. Thực ra bây giờ tôi không thay đổi gì cả, mà tôi trở về với chính tôi ngày trước mà thôi. Phóng viên hỏi rằng là chị chiêm nghiệm và rút ra được điều gì sau tất cả những chuyện đã qua? Thanh Đào trả lời, qua nghịch cảnh đã xảy ra thì luôn luôn để lại cho ta một bài học rất lớn. Tôi không biết rằng có đúng với tất cả các bạn hay là không, nhưng sau mọi chuyện thì tôi nhìn ra rằng là người mang cho ta hạnh phúc nhất cũng là người có khả năng gây ra nỗi đau lớn nhất. Suy cho cùng, chỉ có sự ưu tú của bản thân mới là tấm khiên vững chãi nhất khiến chúng ta vượt qua mọi chuyện. Đời sống thăng trầm lòng người, có lúc ấm, có lúc lạnh. Đừng để cho ai đó hay bất cứ điều gì chi phối đến sự hoàn thiện của chính mình. Khi bạn đủ tốt, thế giới này sẽ tự khắc sẽ trân quý bạn. Với những ai đang có hôn nhân nằm trong giai đoạn giống như tôi, tức là đang có chút rạn nứt, cố gắng đừng phạm phải sai lầm như tôi. Còn lỡ như không giữ được hôn nhân thì mình yêu chính mình sống cho mình. Một thông điệp nhỏ nữa là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn nhắc nhở bản thân không ngừng tiến về phía trước, hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những cái câu cuối cùng này thì quá là xuất sắc và rất là thâm thúy và rất là hay. Thì nói chung là Thanh Đào cũng là một người phụ nữ từng trải, cũng đã có qua một cái giai đoạn hôn nhân 13 năm và cũng đã thấu hiểu được những cái điều mà mình đã làm và mình chưa làm tốt để hoàn thiện cuộc hôn nhân mình cho dẫn đến sự đổ vỡ. Thì thật sự đây là một bài học kinh nghiệm rất là quý báu cho tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thì cô ấy nói rằng là cô ấy lúc còn trẻ là 43 kg thôi, sau khi lấy chồng 48 kg, và khi lấy chồng rồi thì buông thả. Đó là một sai lầm rất lớn. Thì đó là một cái điều mà phụ nữ ta cần phải quan tâm. Không hẳn là chúng ta lấy chồng rồi thì chúng ta cứ buông thả, kệ nó, cứ ăn thoải mái để cho nó phát phì lên rồi xong, tại vì cưới rồi mà mình đâu có care nữa. Thì thật sự không phải như vậy các bạn, tại vì cái người đàn ông họ ra ngoài, họ tiếp xúc với lại bên ngoài, họ đi làm, và đặc biệt rằng là họ lúc nào cũng mong muốn cái người phụ nữ của mình á, lúc nào cũng trẻ đẹp và tươi tắn, và một điều nữa rằng là thay đổi mỗi ngày càng xinh đẹp hơn đó. Cho nên là người phụ nữ chúng ta lúc nào cũng phải là đẹp. Chỉ có những người phụ nữ không biết làm cho mình đẹp thôi. Cho nên xin các bà, các cô hãy nói chung là lúc nào cũng phải là tươi tắn, xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người, phải không ạ? Như vậy thì mới giữ được ông chồng của mình đó. Và khi mà đã lỡ cái câu cuối cùng mà Thanh Đào đã nói này quý vị, nếu như mà đang trong cái giai đoạn mà có chút rạn nứt đó, thì đừng có phạm cái sai lầm giống như là Thanh Đào nữa, mà phải cố gắng duy trì và hàn gắn, phải không? Mà khi mà duy trì mà hàn gắn mà không được đó, thì chúng ta cũng hãy giải thoát cho nhau, ha, và không ngừng là tiến về phía trước để hoàn thiện bản thân của mình tốt hơn đó trong mắt mọi người. Nên đó là cách tốt nhất, phải không ạ? Thì hôm nay khi mà đọc được cái bài viết này, và khi mà nghe được những cái tâm sự của cái người vợ cũ, tức là chị Thanh Đào của anh Thắng Ngô này, thì chúng ta cảm thấy là cuộc sống ý nghĩa nhiều hơn. Chưa hẳn rằng là chia tay nhau là bất hạnh đâu các bạn quý vị. Bởi vì bây giờ là chị Thanh Đào, những bức ảnh mà mới nhất bây giờ đó rất là thon thả, gọn gàng và rất là tươi tắn, và tiếp tục hành trình cuộc sống của mình, hoàn thiện mình nhiều hơn, và chúc phúc cho cái người chồng cũ của mình với một cái người vợ mới hạnh phúc. Cái điều đó là cái điều rất là tuyệt vời của chị Thanh Đào. Thì hôm nay Quốc Võ cũng chia sẻ một số những cái câu chuyện trong xã hội như vậy. Chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là an lành nhé. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, Quốc Võ giới thiệu một số những sản phẩm trong cái mùa là Mother's Day thì rất là tuyệt vời. Những sản phẩm này là những sản phẩm mà Quốc Võ cũng đã được giới thiệu khá nhiều, nhưng mà trong cái mùa lễ mẹ này đó thì Quốc Võ sẽ có một cái đợt khuyến mãi rất là đặc biệt dành tặng cho những người mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây là những sản phẩm mà phải nói dinh dưỡng và Quốc Võ đã thử qua, đã dùng qua rồi và cảm thấy rất là chất lượng, cho nên mới muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Bây giờ quý vị hãy cùng Quốc Võ xem qua một cái nhang trầm hương. Thì trong một cái bó nhang như thế này nè các vị, cái bó này là làm gỗ ha. Đây là một loại nhang của công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất, và đây là loại nhang là VIP, tức là loại mà VIP, loại thượng hảo hạng đó. Thì trong bó nhang này nó có 100 cây nhang nhỏ như thế này nè. Đó, nhang này là nhang không có tim nha, tức là họ làm bằng bột trầm nguyên chất luôn, và tức là được kết dính bằng hồ cái chính thôi, chứ không có bất cứ một cái tạp chất nào trong đây hết để làm ảnh hưởng sức khỏe hết á. Và khi mà mình thắp cái nhang này đó, mình thắp cái nhang này lên thì mình sẽ cảm thấy tâm hồn mình rất là thoải mái, an lạc, xua đuổi đi những cái tà ma ngoại đạo, cảm thấy tâm hồn mình đã sảng khoái lắm, thoải mái lắm. Đó, cái mỗi buổi sáng mình uống trà Ashitaba rồi mình đốt một cái cây nhang thế này, bỏ vào trong một cái hộp bằng gỗ rồi đậy nắp lại, để cách xa mình khoảng chừng 1 thước, thì cái mùi nhang nó thoang thoảng nó bay lên, nó làm cho cái căn phòng mình nó rất là ấm cúng, rồi nó thơm, cái mùi thơm dễ chịu của nhang trầm mà loại thượng hảo hạng đó. Đó, các bạn thấy không, cái hương cái hương trầm nó thoang thoảng qua cái khe hở của những cái hộp gỗ này nè, nó thoang thoảng lên rồi nó lan tỏa ra khắp mọi nơi, thấy tuyệt vời lắm các bạn. Đó. Thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang bán bó nhang này là 125 đô la cho một bó như thế này. Trong bó này là nó là 100 cây nhang đó, và cái hộp gỗ này thì giá là 25 đô la. Thì tổng cộng là một set như vậy, vừa cái hộp nhang và bực cái hộp gỗ như vậy là 150 đô la ha. Các bạn đốt thoải mái, nó thấy nó thoang thoảng mùi hương dễ chịu lắm. Rồi sau đó chúng ta hãy cùng mời nhau một tách trà nóng. Đây là trà Ashitaba của Nhật Bản. Đó, tách trà nóng này nè, mời quý vị. Mỗi ngày vậy chúng ta uống trà này. Đây là một loại trà đặc biệt gọi là Ashitaba của Nhật Bản. Thì trà này được sản xuất từ cái lá cây Ashitaba. Nó nằm ở một cái vùng biển gọi là biển đen. Cái biển này là cái phù sa, cái nước biển của nó màu đen. Và cái người dân ở Nhật Bản họ sống tại cái vùng này đó, họ dùng cái lá cây này họ nấu nước họ uống. Cho nên tuổi thọ của họ rất là cao luôn. Tuổi thọ của họ là trung bình là 90 tuổi các bạn. Có nhiều người sống tới trăm mấy luôn á. Thì uống bằng lá cây này. Và cái trà Ashitaba này nó có một công hiệu rất là tuyệt vời. Nó là như thế nào? Giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, ha, tránh cao mỡ, cao máu, ngủ ngon, tránh tiểu đêm. Rồi thí dụ như quý vị bị nhức mỏi mình mẩy đó, nó cũng trị đau nhức mình mẩy luôn. Tốt cho thận luôn các bạn. Cho nên đây là một loại trà rất đặc biệt luôn. Và trong cái mùa lễ mùa lễ mà Mother's Day này đó, thì Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi rất đặc biệt là chúng ta mua 5 hộp chúng ta được tặng một hộp. Tức là chúng ta mua 5 hộp, mỗi hộp là 45 đô la là 225 đô, thì chúng ta được tặng một hộp như thế này. Chỉ cho cái mùa lễ từ tháng 5 này thôi, tức là cái mùa lễ mà lễ mẹ đó, Mother's Day đó, thì sẽ có đợt khuyến mãi rất là đặc biệt như thế này. Tuyệt vời luôn. Đó, đây là loại trà Ashitaba Nhật Bản. Cho nên là khi mà chúng ta thắp nhang trầm, chúng ta uống trà nóng tuyệt vời không còn gì bằng luôn, cảm thấy tâm hồn mình thoải mái lắm các bạn. Bao nhiêu những cái ưu tư phiền muộn này nọ là nó tiêu tan hết ha. Đó. Rồi cái sản phẩm mà tiếp theo mà Quốc Võ muốn nói đó là nước lựu collagen. Nước lựu collagen ha. Thì hôm bữa giờ là Quốc Võ cũng đã giới thiệu cái này nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu lại. Nước lựu collagen là một loại nước lựu được sản xuất từ Hàn Quốc, mà đây là một trong những cái sản phẩm mà phải nói rằng là dân nội địa, tức là sản xuất cho người của Hàn Quốc họ xài. Đó. Cái nước lựu này, collagen này, nó làm cho chúng ta là, thứ nhất là làm cho chúng ta giảm mỡ ở trong máu, thứ hai là giảm cholesterol, thứ ba là làm cho chúng ta ngủ rất là ngon, tránh tiểu đêm. Ha, và nó làm cho đẹp da luôn, tại vì nó có collagen trong đây. Cho nên là đây là một cái loại nước lựu mà uống vô là chúng ta ghiền đúng không? Ở trong đây nó có tổng cộng là 30 gói tất cả, thì mỗi ngày chúng ta uống 2 gói, tức là sáng một gói, chiều một gói. Đó. Cái gói nó nhỏ xíu mà nó dài dài vậy nè. Chúng ta xé ra chúng ta bỏ vô miệng là chúng ta uống luôn, chứ không cần phải pha cái gì hết. Uống rất là dễ uống và nó ngọt chua chua ngọt rất là dễ uống. Uống vô ghiền đó các quý vị. Mà cái hộp này Quốc Võ bán là 60 đô la cho một hộp thôi ha, 60 đô la một hộp thôi. Và hiện tại bây giờ có cái mùa là promotion, tức là trong cái mùa lễ mẹ đó, Quốc Võ là mua 5 sẽ tặng 1. Thấy chưa, dễ thương không? Mình muốn là giảm tiền lời lại ít thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ cái niềm vui này cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mẹ, những người mẹ mà đã mang nặng đẻ đau rồi, nuôi con không lớn rồi. Nói chung là cái mùa này là cái mùa tri ân những người mẹ, cho nên Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt rằng là mua 5 tặng 1 ha. Đó, đây là sản phẩm là nước lựu collagen. Tiếp theo nữa đó các bạn, tiếp theo nữa là đây là một cái sản phẩm mà thật sự là các bà các cô rất thích, đó là collagen, gọi là beauty collagen. Cái hộp này nè, collagen cá hồi ha. Collagen cá hồi thì những bà các cô mà nói tới collagen là chắc là quý vị cũng đã biết rồi, tại vì đây là nó làm cho chúng ta là tăng cường cái sức khỏe của chúng ta, tăng sức đề kháng, làm cho da đẹp, làm cho cảm thấy tâm hồn thoải mái, sáng da lên, tẩy đi tất cả những cái tế bào chết rồi tái tạo là da mới vân vân. Tức là collagen là một trong những cái sản phẩm rất là tốt của Hàn Quốc, mà họ đã nghiên cứu và chế tạo ra từ cá hồi. Thì đây là một trong những sản phẩm mà đặc biệt mà Quốc Võ đã dùng qua và thử qua rồi thì cảm thấy rất là tốt luôn. Cho nên là cái da mặt mình uống cho nó láng lắm, không cần phải là thuốc men, không cần phải bất cứ một cái hóa chất nào tác động vào da mặt, mà chúng ta uống collagen thôi là chúng ta cảm thấy là thoải mái rồi. Quốc Võ không có mà sử dụng mấy cái mỹ phẩm gì cả, nhưng mà chỉ uống này thôi. Thì một hộp này đó giá là nhiêu? 50 đô la cho một hộp này ha. Và trong cái mùa lễ mẹ này ông lì thôi, trong mùa tháng 5 này thôi, thì Quốc Võ có được khuyến mại đặc biệt rằng là mua 5 tặng 1 luôn. Tức là 50 đô la cho một hộp mà quý vị mua 5 hộp sẽ tặng được tặng một hộp ha. Rất là đã luôn á, trong cái mùa này luôn. Đó. Thoải mái không? Rồi, một sản phẩm tiếp theo nữa là gì quý vị? Một sản phẩm tiếp theo nữa là sâm Hàn Quốc. Sâm Hàn Quốc là cái gì? Sâm Hàn Quốc là được làm từ sâm mà ở trên thế giới đó, người ta nói rằng là chỉ có sâm Hàn Quốc là tốt nhất. Mà quả thật là như vậy. Rất là cảm ơn quý vị thời gian vừa qua cũng đã mua sâm của Quốc Võ và uống và có những cái lời nhận xét rất là tích cực. Là có các cô ở bên tiểu bang khác đó, mua cũng mới có mấy hộp thôi, uống thử và thấy rất là tốt luôn. Bởi vì khi mà cái cô làm việc nhiều quá đó, nó mệt mỏi trong người đó, thì uống vô một cái tiếp nhỏ như thế này, một chai nhỏ đó, thì cái hộp này nó 20 chai lắm. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta uống một chai một thôi, không còn uống nhiều. Uống vào buổi trưa ha, uống buổi trưa lúc mà chúng ta cảm thấy chúng ta mệt mỏi trong người đó, uống vô một cái là nó khỏe ngay và chúng ta làm việc nguyên một ngày không biết mệt, tăng cường sức khỏe rất là tốt luôn. Sâm mà các bạn, sâm hồi xưa này cái tên gọi đó là sâm hoàng đế này. Sâm hoàng đế tức là ngày xưa chỉ có vua chúa được uống thôi, bây giờ chúng ta đã được uống rồi thì nói chung là rất là tốt luôn. Và đây là sản phẩm này được khuyến mãi đặc biệt 95 đô la cho một hộp thôi đó. Cái sâm này thì không có tặng, không có tặng quà 400 tặng 1 giống như những sản phẩm này, nhưng mà đây là được giảm giá đặc biệt luôn, 95 đồng một hộp. Mà nếu quý vị mua trên 300 đô la thì quý vị sẽ được tặng một cái chai dầu này. Chai dầu này được gọi là chai dầu Tibet đó. Chai dầu này Quốc Võ bán 12 đô la cho một chai. Nhưng mà nếu như quý vị mà mua sâm, quý vị mà mua sâm này mà trên 300 đô, ví dụ như quý vị mua là 3 hộp đi, 3 hộp thì khoảng chừng một, tức là 285 đô la cho 3 hộp. Quý vị có thể là mua thêm một cái hộp lựu hoặc là một cái hộp collagen nữa cho đủ hơn 300 đô đó, thì quý vị sẽ được tặng một chai dầu Tibet này ha. Nhân cái mùa lễ mẹ là chữ đặc biệt luôn. Thì Quốc Võ giới thiệu sơ qua về cái chai dầu Tibet này. Chai dầu Tibet này là một chai dầu mới được chế tạo ra và chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường luôn ha, chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường. Thì cái chai dầu Tibet này rất là hay ở một chỗ là nó thơm cái mùi quế, dầu nóng nha quý vị nha, dầu nóng nhưng mà nó thơm cái mùi quế rất là dễ chịu. Đây là cái chai dầu nè, rất dễ chịu luôn ha. Cái chai dầu này đó đặc biệt, cái chúng ta mở nắp ra nè, chúng ta sẽ thấy một cái viên bi nhỏ ở trên cái đầu đây, tức là cái lỗ mà để chỗ dầu nó ra đó. Thì các bạn biết rằng là thường thường á, những cái chai dầu khác đó là nó không có cái viên bi này, tức là khi mà chúng ta lỡ may chúng ta quên đậy nắp lại đó thì chúng ta bị nó đổ ra ngoài. Lỡ may các bà các cô mà bỏ chai dầu vô trong cái giỏ sách mắc tiền đó, nó đổ ra ngoài, nó hôi, rất là hôi, khó chịu. Giống như mà dầu xanh này nọ các bạn đó, mà chúng ta quên để nắp lại đó, lỡ khi nó đổ ra ngoài nó hôi lắm. Nhưng mà riêng cái chai dầu này đặc biệt cái là nó có một cái viên bi ở đây nè, nó sẽ che lại tất cả. Tức là lỡ khi mà chúng ta có quên để nắp nữa đó thì nó vẫn không đổ ra ngoài. Và chai dầu này đó có một công hiệu rất là đặc biệt luôn, dầu nóng nha các bạn nha, dầu nóng nhưng mà nó không có quá nóng, nó nóng vừa phải và nó từ từ nó ngấm vào trong cái da thịt của mình. Để chi? Để cho nó lúc mà chúng ta bị đau xương nè, đau khớp nè, chúng ta ngủ dậy bị trật cổ nè, hoặc là chúng ta làm việc nhiều quá bằng tay chân đó. Các bà các cô mà làm việc tay chân giống như là các bà các cô mà làm nail thì vận dụng cái tay của mình nhiều quá đó, nó sẽ bị đau khớp, hoặc là nó bị đau vai, hoặc là nó mỏi bời trong người đó, đau chỗ nào sức vô chỗ đó, bảo đảm hết liền. Cái chai dầu này nó có mùi quế rất là dễ chịu luôn, nó không có phải giống như dầu xanh hoặc là dầu khác mà đôi khi là con nít ở bên Mỹ nó sinh ra tụi nó không thích cái mùi dầu xanh. Nhưng mà cái dầu này là nó rất là dễ chịu, cho nên là khi mà sức vào đó, tụi nhỏ nó khoái lắm, mấy đứa con Quốc Võ đó nó thích lắm đó. Thì nếu như quý vị mua trên 300 đồng sản phẩm của Sâm á, thì quý vị sẽ được tặng cho một chai dầu này. Còn chai dầu này Quốc Võ bán ra thị trường đó, với giá là 12 đô la ha, 12 đô la đó cho một chai đó. Đó là nói về cái vấn đề về giới thiệu sản phẩm sơ sơ cho quý vị tôi biết đi như vậy đó. Mỗi ngày như vậy chúng ta thắp đốt nhang trầm hương, chúng ta uống trà Ashitaba đó, rồi chúng ta uống những sản phẩm mà collagen, nước lựu vân vân, thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái mà đủ đầy đủ chất, nói chung là những cái làm cho tăng cường sức khỏe của tôi là cảm thấy thoải mái, cảm thấy năng lượng dồi dào để chúng ta làm việc.